Chào tất cả các bạn Thật tốt đẹp khi Quốc Anh gặp lại tất cả các bạn Tại kênh trị liệu tâm trí và cân bằng năng lượng Quốc Anh cầu chúc mọi phước lành đến với tất cả chúng ta Trong chủ đề của video lần này Quốc Anh sẽ chia sẻ về cách chúng ta xử lý cường độ năng lượng Mà linh hồn song sinh tác động đến chúng ta Và tiếp theo sẽ là một câu chuyện của một bạn nữ gửi về hộp thư sao hilin 777 a com Nếu chúng ta có thể cởi mở và nhận thức được sứ mệnh của một mối quan hệ linh hồn song sinh, có thể dẫn đến rất nhiều tiềm năng tăng trưởng và kết nối mạnh mẽ. Đây có thể là một sự kết hợp của hai người cùng nhau đi trên một con đường có mục đích tâm linh sâu sắc và cùng nhau đạt được và phát triển hơn thường thì người ta muốn chạy khi cường độ năng lượng của hai linh hồn song sinh tác động lẫn nhau rất mạnh mẽ và một linh hồn thì sẽ bị choáng ngợp bởi điều này và điều này thường làm cho cuộc rượt đuổi rất kịch tính giao tiếp và nói lên cảm giác bị choáng ngợp của bạn là rất quan trọng hãy cố gắng nói rằng bạn cần một chút yên tĩnh và rằng bạn sẽ trở lại nếu bạn là người muốn chạy. Điều quan trọng là giải phóng bất kỳ sự bất an nào và cũng nên lên tiếng cho linh hồn song sinh của bạn hiểu vào đúng thời điểm và sau đó cố gắng giữ ý thức thay vì rơi vào trạng thái sợ hãi, vì động lực này có thể gây ra vấn đề từ bỏ. Đôi khi điều này có thể xảy ra một vài lần và cách tốt nhất để ngăn chặn mối quan hệ đuổi và chạy là đầu hàng liên minh thiên liên, tập trung vào chữa lành bản thân. Đối với một người cảm thấy choáng ngợp, điều quan trọng là hít thở sâu và thừa nhận cảm giác đó. Nếu bạn trải nghiệm điều này nhiều lần, bạn sẽ nhận ra rằng chạy không làm cho nó tốt hơn, vì không có hòa bình thực sự ở đó. Thường thì sự chia ly có thể xảy ra, hoặc tạm thời, hoặc lâu dài trong một tình yêu linh hồn song sinh nếu họ gặp sóng gió trong mối quan hệ do hành lý tình cảm mà một hoặc cả hai đang mang từ quá khứ việc đến với nhau diễn ra một lần nữa khi chữa lành đã sẵn sàng có một sức hút từ tính và sức hút mãnh liệt diễn ra giữa hai tâm hồn song sinh đẩy và kéo cho thấy rằng nhiều công việc chữa lành vẫn cần phải được thực hiện trước khi một cuộc hội ngộ vĩnh viễn có thể xảy ra. Nhưng hai người đồng ý làm việc này càng nhanh thì trạng thái hòa bình cho cả hai càng nhanh. Đó là cách chúng ta đã lựa chọn trước khi tái sinh ở 3D để giúp nhau phát triển và cũng là cách làm việc vì linh hồn song sinh của chúng ta là tấm gương của chúng ta và chúng ta cùng giúp nhau trở nên toàn vẹn. Điều này không có nghĩa là bạn không thể toàn vẹn hoặc chữa lành khi không có linh hồn song sinh của bạn vì họ không bao giờ rời xa bạn bạn luôn kết nối về linh hồn bởi sự đồng nhất về năng lượng nhưng những thách thức đó có thể được khắc phục thông qua sự cởi mở và giao tiếp cả hai sẽ cần phải cho nhau không gian và thời gian để thanh lọc bản ngã và học những bài học trên hành trình cá nhân sự tăng trưởng cởi mở và trung thực này có thể dẫn đến một kết nối về nhà thực sự khi hai tâm hồn kết nối sâu sắc hơn bất kỳ ai khác tất cả chúng ta đều kết nối ở một mức độ tâm linh và thực sự không có sự tách biệt và tình yêu linh hồn song sinh sẽ cho chúng ta có thể trải nghiệm điều này khi còn trong cơ thể nó rất sâu sắc tình yêu này có thể hoàn toàn độc đáo và khiến người ta có cảm giác đồng nhất với linh hồn song sinh của họ và cảm giác này thường lớn đến mức nó bắt đầu bao gồm một cảm giác đồng nhất về tâm linh với tất cả mọi thứ hóa học giữa các cặp song sinh có thể cực kỳ mạnh mẽ vì vậy có thể có một mối liên kết tình dục rất mạnh mẽ cũng như trong một tình yêu nảy lửa họ sống với nhau vì một lý do bất kể điều gì và có một mục đích cao hơn cho sự kết hợp của họ với nhau vì vậy những thách thức là giá trị và có thể vượt qua nếu cả hai nhận thức và hiểu được bản chất của liên minh linh hồn song sinh cường độ có thể trở thành một năng lượng rõ ràng và yên bình hơn nhiều vẫn mạnh mẽ nhưng bình tĩnh hơn nhiều khi chúng ta có thể hiểu rõ được sứ mệnh của mối quan hệ linh hồn song sinh và đầu hàng liên minh thiên liêng và hướng vào, tập trung vào bản thân của mỗi người để chữa lành. Khi bản thân chúng ta chữa lành, đồng nghĩa chúng ta sẽ tác động sâu sắc đến sự chữa lành của linh hồn song sinh của chúng ta. Tiếp theo, Quốc Anh sẽ chia sẻ với tất cả các bạn một câu chuyện của một bạn nữ đã gửi qua hộp thư sao 777 a gmail com nội dung của bức thư đó như sau em chào anh quốc anh em muốn chia sẻ với anh về một số câu chuyện của em và mong nhận được chia sẻ của anh có một nguồn năng lượng nào đấy rất mạnh mẽ cứ thôi thúc em viết mail cho anh và mong anh phản hồi lại cho em trước tiên em muốn chia sẻ một số chuyện mà có lẽ trước đây em cứ nghĩ là sự trùng lập ngẫu nhiên, nhưng giờ thì em nghĩ đó là sự sắp đặt của vũ trụ. Chuyện thứ nhất, hồi em còn năm sáu tuổi gì đấy, do nhà em ở quê, mùa hè mỗi khi mất điện, cả nhà em lại kéo ra cái hiên trước nhà ngủ cho mát. Và mỗi lần ra hiên ngủ, em toàn tỉnh giấc lúc nửa đêm, và mỗi lần tỉnh giấc như thế em lại nhìn thấy một đứa bé ngồi vẽ các ký tự gì đó rất lạ. Hồi đấy em sợ, cứ nghĩ là ma nên bị ám ảnh tới giờ luôn. Và đội cách đây 3 ngày, giờ em đã 30 tuổi. Có một chị chơi thân với chị gái em, có tặng em một cái vòng tay, trên vòng có khắc các ký tự mà hồi nhỏ em nhìn thấy đứa nhỏ kia viết. Ngay lập tức em lên Google tra thì được biết đây là các ký tự cổ. Em xin nói về chị này chút. Chị cũng sống hướng thiện, lạc quan và tích cực. Chị biết rất rõ về tâm linh anh ạ. À. Cái vòng đấy ban đầu là chị định tặng người khác nhưng gặp em, chị ý lại tặng rồi đeo vào tay cho em luôn. Chuyện thứ hai Em là điều dưỡng tại bệnh viện đã đi làm được 8 năm. 5 năm trước em là điều dưỡng tại một phòng mổ và em chuyển đi khoa khác được 3 năm. Điều em muốn chia sẻ với anh là trước cái ngày em chuyển đi khoa khác, em nằm mơ hai lần là em không làm việc tại phòng mổ mà là đang làm việc tại cái khoa mà em chuyển đến. Đúng một tháng sau là em có quyết định chuyển tới khoa mà em nằm mơ. Giờ em biết là dấu hiệu vũ trụ báo trước cho em. Chứ ngày trước em cứ nghĩ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Chuyện thứ ba, cách đây 8 năm, em có yêu một bạn và bạn ấy bị tai nạn cũng mất được 8 năm. Tụi em quen nhau qua giới thiệu của bạn bè. Sau một thời gian nói chuyện qua điện thoại, tụi em quyết định gặp nhau. Tụi em chính thức quen nhau tầm 4 năm tháng thì bạn ý bị tai nạn mất tụi em yêu xa cái đêm mà bạn ý bị tai nạn ngoài quê em thì ở trong này tự nhiên đêm đó người em cứ bồn chồn đứng lên nằm xuống không ngủ được sáng hôm sau thì em được bạn em báo là bạn ý bị tai nạn mất và điều đáng nói ở đây cái bạn thông báo cho em lại không biết em và bạn kia quen nhau bạn ấy bảo có một cái gì đó thôi thúc bạn ấy gọi điện thông báo cho em. Và mấy ngày gần đây, em nghe video linh hồn song sinh của anh. Em sâu chuỗi lại các sự kiện, em thấy có nhiều cái trùng hợp. Anh cho em hỏi bạn ấy có phải là linh hồn song sinh của em không? Từ lúc bạn ấy mất 8 năm nay, em không rung động với một ai khác. Mặc dù có rất nhiều người tán tỉnh em. 8 năm nay, em không một mảnh tình vắt vai. Chuyện thứ tư, cách đây tầm 3 tháng, em liên tục nhìn thấy các con số cặp như 1111, 1515, 1414 và nhiều số cặp khác nữa. Và rồi YouTube của em tự nhiên lại hiện lên mấy video về Tarot. Ban đầu em không quan tâm, nhưng một ngày tình cờ em lại kích vào xem và em hiểu hơn về thế giới tâm linh, luật hấp dẫn. rồi mấy ngày gần em nhìn thấy số 111 rất nhiều lần, hầu như ngày nào cũng thấy. và rồi youtube của em tự nhiên nổi lên mấy cái video của anh, em cũng lại tình cờ kích vào xem. em muốn hỏi anh em có phải là em đang được vũ trụ, các linh hồn hướng dẫn và có phải em đang thức tỉnh không ạ? À? em rất hạnh phúc và biết ơn vũ trụ biết ơn các linh hồn hướng dẫn đã đưa em biết đến tarot biết đến anh đây là nội dung bức thư của một bạn nữ chia sẻ về câu chuyện của mình và quốc anh cũng đã hồi đáp anh chào em thật tốt đẹp khi anh nhìn thấy chia sẻ từ em trong tiềm thức chúng ta có thể nhìn thấy những việc đã xảy ra từ nhiều kiếp sống trước khi vào một thời điểm thích hợp ở hiện tại do đủ nhân duyên ký ức này sẽ xuất hiện trong tâm trí em tùy vào sự mở rộng trái tim của em để đón nhận nó mỗi một ngày nó sẽ trở nên rõ ràng hơn việc nó hữu duyên xuất hiện là một thông điệp tích cực chỉ có những linh hồn mạnh mẽ mới có thể đón nhận những điều tốt đẹp này và cũng chính điều này sẽ thúc đẩy khả năng tâm linh trong em được khai mở em có thể thấu thị người chỉ mới gặp lần đầu hoặc chỉ qua hình ảnh nghe được giọng nói hay nhìn thấy ngôn ngữ cơ thể điều này là hoàn toàn như đến từ bản năng ngoài ra em còn có khả năng linh cảm cho những điều sắp xảy đến khi em tu dưỡng thể chất và tinh thần lựa chọn thực hành thiền định sống lương thiện tích cực thì khả năng này sẽ càng trở nên mạnh mẽ em hãy khởi lên những lời nguyện cầu tích cực đồng nhất vạn vật trải tâm từ bi đến tất cả sinh vật hữu hình và vô hình em sẽ là người truyền cảm hứng và chữa lành nếu em lên đúng quỹ đạo mà em thuộc về anh chúc em may mắn mọi phước lành đến với tất cả chúng ta Thông qua chủ đề của video lần này, Quốc Anh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả các bạn những thông tin hữu ích và những nguồn năng lượng tích cực. Các bạn có thể gửi email về hộp thư saohealing777a.gmail.com mà Quốc Anh có đính kèm bên dưới mỗi video. Các bạn có thể chia sẻ về câu chuyện linh hồn song sinh của các bạn và những điều khiến các bạn trăn trở Quốc Anh rất trân trọng những cảm xúc từ tất cả các bạn. Ngoài ra, các bạn có thể like fanpage Squeeze Flame 1177 Linh Hồn Song Sinh. Bởi vì ở đây, Quốc Anh sẽ có những buổi live stream trực tiếp và tương tác trực tiếp với tất cả các bạn qua phần tin nhắn. Sau khi lắng nghe video, các bạn có thể đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi các video tiếp theo. Quốc Anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn